Rồi, hello anh. Thì cũng chào lại bà con cô bác đang theo dõi cái buổi bình luận sâu, bình luận xa ngày hôm nay. Nhận là như vậy. Thế thì ngày hôm nay đó, chúng ta thấy là rõ là qua cái sự kiện G7 chẳng hạn, hoặc là sự kiện ông Medvedev sang Việt Nam chẳng hạn, thì chúng ta theo dõi rất là nhiều cái thông tin mà của các cái đối tượng nó chống phá Việt Nam chúng ta ở nước ngoài, nó lên nó suy diễn rất nhiều vấn đề, đúng không ạ? Hay là mới đây nhất cái thằng Nguyễn Văn Đài nó lên nó cũng nói về cái góc độ mà tự do internet ở Việt Nam mình đấy, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rất là rõ là mỗi một người Việt Nam chúng ta ở Hà Nội, các bạn ở Hà Nội nhé, hay là ở khu vực ở miền Bắc, miền Nam, miền Trung đấy, thì các bạn hãy thử suy nghĩ lại xem về cái góc độ internet hiện nay ở Việt Nam nó có tự do hay không. Đó là do các bạn tự đánh giá hàng ngày, các bạn tham gia mạng xã hội như thế nào, các bạn đánh giá xem là nó có hay không. Chứ còn thực tế mà nói là Nguyễn Văn Đài này cũng lâu lắm là nó không về, hay như là trong clip chia sẻ đó, là những cái thành phần chống phá nhà nước Việt Nam mấy chục năm nay rồi nó không về, thế nhưng nó vẫn ngồi ở bên đó, nó nói là Việt Nam là rất là nghèo, không có cơm ăn rồi tùm lum hết, chúng nó nói rất là nhiều. Và mới đây nhất chúng ta có theo dõi một cái người cũng ở Mỹ, cũng làm kênh YouTube, đó là anh Hiếu, đúng không ạ? Thì anh có đi phỏng vấn về cái những người mà người ta bán vé số đó, rồi người ta mua nhôm nhựa rồi người ta đi bán bắp đó. Thì cái người đó trực tiếp, người đó người ta trả lời về mức độ hài lòng như thế nào đấy, thì chúng ta có thể thấy, có nghĩa là có thể là cái số tiền ở Việt Nam kiếm ra nó không nhiều bằng Mỹ, thế nhưng mà ít nhiều so với cuộc sống ở Việt Nam đó. Như cái ông chú đầu tiên em rất là ấn tượng, đó là ông bán vé số, ngoài ông tính rất là chi ly, tiền thuê nhà trọ rồi tiền ăn rồi tiền xăng rồi tới tiền internet, tiền 4G đó, nó là tiền 4G data để ông dùng trong hàng tháng như thế nào, chúng thấy rất là rõ ràng cái đó nó có phải tự do internet hay không và cái cuộc sống nó như thế nào. Đấy là chúng ta thấy rất là rõ để chúng ta theo đuổi. Và chúng ta thấy thế thì qua cái vụ việc của ông Đặng Phong thì chúng ta không đề cập nữa, thế nhưng về góc độ phía sau ở đây, đó là qua cái chia sẻ của anh Tú này, đó là anh là một thế hệ sau của Việt Nam Cộng Hòa, nó là một cách trả lời và cũng để một cách mà chúng ta nói thẳng ra là đập luôn vào mặt của những cái thành phần mà bây giờ nó đang lợi dụng vợ con của cái thằng bán bún đấy, cái thằng bán bún ở Đà Nẵng ấy, mà mới bị xử 5 năm 6 tháng tù, quản chế 4 năm đó. Thì cái thằng đó À. thằng đó thì nó cũng bằng tuổi em thôi, thì thực ra mà nói ấy, Việt Nam Cộng Hòa khi mà em với nó sinh ra thì đều không còn nữa, cũng không biết nó như thế nào, đúng không ạ? Mà chúng ta chỉ biết qua phim ảnh, tư liệu lịch sử đấy còn lại, và các cái bằng chứng là gì, ví dụ nhà tù Hỏa Lò hay là nhà tù Côn Đảo hay là vân vân cả đó, là chúng ta thấy, là chúng ta biết, đúng không ạ? Rồi là di chứng của chất độc màu da cam đấy, thì nó biết cái gì đâu, đúng không ạ? Nó biết cái gì đâu, rồi nó đưa cả vợ con vợ, rồi nó đưa mấy đứa nhỏ nữa, nó quyền trẻ em đó, đúng không ạ? Nó đưa ra mấy đứa đó nó biết cái gì, nó chả biết cái gì cả. Thế thì bản thân của một người có bố, đúng không ạ, không muốn dây dưa đến cái bọn Việt Tân, bọn khủng bố Việt Tân, thì nó xử lý như thế nào? Bây giờ người con đang đi tìm công lý, trả lời ra làm sao về góc độ mà khi anh ta ở Việt Nam. Thì chúng ta lại nhìn lại những cái đối tượng chống phá hiện nay đang ở trong Việt Nam mà phải trả giá vào những cái bản án đó, thì theo em nghĩ là chắc chắn là bây giờ nghe thì chả nghe được đâu. Đấy. Thế nhưng mà để cho mọi người thấy được đó là gì, nó một góc nhìn, đúng không? Một góc nhìn rất là thực tế, để xem đối chiếu lại, chúng ta đối chiếu lại xem nó như thế nào, hay là chúng ta nghe theo nó. Mà bọn khủng bố Việt Tân này, nó không phải, đây là Bùi Tuấn Lâm, cái thằng bán bún này không phải là cái thằng đầu tiên, và chắc chắn em nghĩ không phải là thằng cuối cùng, rồi sẽ còn nữa, đúng không ạ? Rồi sẽ còn nữa, rồi cũng sẽ phải trả giá bằng những bản án thôi. Chả ai vào Việt Nam mà cứu được những cái đối tượng này cả, bởi vì thực tế nó vi phạm pháp luật Việt Nam, nó bị xử lý, nó chuyện hết sức Khoan. bình thường, đúng không ạ? Thì đó là cái góc độ mà em chia sẻ như vậy, em chia sẻ như vậy để có thể là anh em mình có một quan điểm, nó có thể nó khác nhau, thì mỗi người có một cách nhìn, một cách đối chiếu. Đối với cá nhân em thì em nhìn nhận như vậy. Thì cảm ơn anh cơ quan và cô chú anh chị đã lắng nghe. Ok, trước khi anh mời khách mời chia sẻ, Tần Nguyễn chia sẻ thì anh xin hỏi chung như thế này nè. Về nãy chung có chia sẻ về vấn đề mà cái cách đặt câu hỏi của anh Minh Giang á, là gì, là chính quyền có giúp được gì hay không, thì anh hỏi chung với góc nhìn của chung, nếu
nếu như anh Minh Giang dùng cái từ là hỗ trợ thì nó có phù hợp theo chung, có hỗ trợ gì không thì nó phù hợp hơn không, hay là như thế nào? Hỗ trợ hay không thì theo em nghĩ là nó cũng rất là khó. Ở đây mình chia sẻ như thế này, em đã nói ngay từ đầu rồi, cái vụ việc đó là ở Mỹ, Việt Nam không thể can thiệp được, đúng không ạ? Cái góc độ đó chúng ta để sang một bên. Cái góc độ thứ hai là ở Việt Nam bây giờ có những người trước đây đó, người ta đã từng tham gia trong cái tổ chức khủng bố Việt Tân, sau này người ta thôi hay như thế nào đó, hay còn hay là ngấm ngầm như thế nào chúng ta không đánh giá. Thế nhưng người ta đang ở Việt Nam thì như anh Tú này anh về anh tiếp xúc. Thế thì bây giờ cái vấn đề tiếp xúc ấy, mà hỗ trợ hay giúp đỡ anh ấy, thì giúp đỡ theo kiểu gì? Không lẽ là đến, đúng không ạ, đưa anh đến cái nhà đó xong rồi bảo là ví dụ nhờ anh công an khu vực hay anh trưởng thôn hay cái gì đó, đúng không? Chung quy là nhờ một anh cán bộ đi ở địa phương đi, đưa anh đến nhà người đó, bảo anh này anh là con của như này như kia, là muốn đặt vấn đề như này như kia. Thế thì nếu như mà cái sự việc đó nó diễn ra thì ở đây chúng ta phải nghĩ đến một cái vấn đề này. Cái người kia người ta có muốn trả lời hay không, hay là người ta nhìn thấy cán bộ của địa phương đến thì người ta phải trả lời, đúng không ạ? Đó nó có phải là ép buộc người ta hay không, nếu như mà những cái đội mất sự tư khách đối quan tượng đúng kia không? đúng không, mất sự khách quan rồi, nhưng các đối tượng kia nó vin vào đó, nó lại bảo là à đó ông này bây giờ là ông theo phe cộng sản nên là cộng sản người ta ép cái nhà đó phải trả lời thế này thế kia, nó không khách quan, nó không đảm bảo thực tế. Thì cái vấn đề này là vấn đề cá nhân anh đến anh trao đổi với người ta có trả lời anh hay không, đó là quyền của người ta. Cũng giống như trong cái clip anh đã nói, đúng không ạ, có nhiều người người ta không muốn gặp anh, không muốn chia sẻ câu chuyện về Việt Tân, mà ngày hôm nay bọn Việt Tân nó vẫn tồn tại được đến ngày hôm nay, nó cũng có lý do của nó. Tại sao những người người ta biết là nó thu chi như thế nhưng không ai dám nói, được chưa ạ? Không ai dám lên tiếng, không ai dám tố cáo nó. Nó có nhiều nguyên nhân, mà một trong những nguyên nhân đó là gì? Bản thân bố của anh Tú này là một người đó. Cái vụ này nó cũng y như cái vụ 1963 vậy, giờ tìm không ra ai là người đứng đằng sau hết, đúng không ạ? Y vậy đó, không biết ai đứng đằng sau, không biết ai thực hiện nó, vân vân cả, chúng ta không không biết được. Thế nhưng mà ở đây chúng ta thấy là cái tổ chức khủng bố Việt Tân này, nếu mà nói một cách chính xác ra, nó vẫn được nuôi dưỡng nha, được nuôi dưỡng bởi chính quyền Hoa Kỳ. Nói thẳng chứng trắng phớ ra là như vậy. Và em đã chia sẻ rất là nhiều lần về góc độ quan hệ thì chúng ta cứ nói thẳng với nhau, nói cứ nói là hợp tác cùng có lợi, chứ còn không ai cho không ai cái gì. Thế khi chính quyền Mỹ người ta hợp tác với chính quyền Việt Nam chúng ta hiện nay đó, thì rất rõ ràng cũng có lợi ích của người ta cả. Giống như kiểu người ta thuê đại sứ quán 99 năm thôi, cũng chả đứa nào nó kêu than hay là nó bảo là Việt Nam bán nước cho Mỹ cả. Thế nhưng mà chúng ta làm việc khác mà cũng cái sự kiện 99 năm đó thì rất nhiều đối tượng nó sẽ có bài có vở của nó ngay, đúng không ạ? Thế thì chúng ta thấy ở đây là mặc dù là về góc độ nào đi chăng nữa, làm ăn với Việt Nam thì muốn, đúng không ạ, cũng muốn sử dụng Việt Nam trở thành một cái bàn đạp để chuyển xoay trục sang châu Á Thái Bình Dương, cũng muốn gây áp lực với Trung Quốc rồi vân vân cả, chung quy là rất là muốn. Thế nhưng mà ngược lại đó thì người ta cũng không từ bỏ là gì, cái mục đích của người ta theo đuổi bao nhiêu năm nay đó là thay đổi thể chế ở Việt Nam. Thế nên là người ta nuôi dưỡng cái bọn khủng bố Việt Tân nó là hết sức bình thường, và đến ngày hôm nay nó vẫn tồn tại, nó là như thế. Đấy, nó vẫn còn lại như thế. Thì dĩ nhiên là trên không gian mạng vừa qua đó, thì qua cái trả lời báo chí ở G7 đó, cái này là em nói trước là cái thông tin này chưa được kiểm chứng nha, bởi vì em chưa được nghe cái clip của ông thủ tướng Canada ông trả lời báo chí. Thế nhưng có một số anh em có dẫn lên thôi. Đấy, thì em nói là thông tin chưa được kiểm chứng. Đó là ông có một phóng viên có hỏi ông về cái vấn đề là khi mà muốn đặt, có nghĩa là cái quan hệ của Việt Nam với Canada hiện nay đó. Đấy, thì có một số cái nhóm mà nó lợi dụng cờ vàng nó chống phá Việt Nam á, thì ông có trả lời, ông bảo là bọn đó chỉ là con rối mà chuyên phá hoại chúng tôi thôi. Ý ông nói là như vậy. Thế nhưng mà cái thông tin này là do một số anh em dẫn lên thôi, chứ còn thực tế thì cái clip phỏng vấn đó em chưa được nghe. Còn khi nào mình được nghe thì lúc đó mình mới dám khẳng định là có đúng hay không. Đấy, chính xác là như vậy. Đấy, thì em chỉ chia sẻ như vậy thôi. Còn dĩ nhiên là Việt Tân nó còn tồn tại đến ngày hôm nay không phải vô duyên vô cớ, mà nó còn tồn tại và nó giống như kiểu một cái thế lực ngầm ở bên Mỹ mà để mà thao túng cái người người Việt của chúng ta ở bên đó. Không phải tự dưng mà như vậy, thì chúng ta nhìn vào chúng ta sẽ thấy thôi.
Còn nếu như các anh mà đi ngược lại lợi ích của nước Mỹ như cái bọn này thì chắc chắn là Mỹ người ta không để yên cho nó, đúng không ạ? Không để yên. Thế nhưng mà ít nhiều gì đó nó còn dùng được, còn lợi dụng được, còn làm công cụ để mà phá hoại Việt Nam được. Thế nên là nó vẫn còn tồn tại thôi. Chứ còn nó thay đổi tư duy, cái lại ông chủ cái là khả năng lại có một sự kiện nữa, cũng giống một sự kiện 1963 thôi, mà cái bọn này thì nó dẹp nhanh lắm, nó dẹp nhanh lắm, không 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 tốn nhiều thời gian đâu. Nên chẳng qua là nó vẫn còn có thể lợi dụng được thì nó vẫn để đó thôi. Đó là theo em nhìn là như vậy. Trong khi những cái vấn đề mà ngay ở chính các quốc gia của anh nó đang có, nó đang hiện hữu, nó đang, nó có nghĩa là nó diễn ra một cách nó thường xuyên liên tục, thế nhưng mà các anh lại lại lờ đi, và các anh cho rằng các anh không quan tâm chuyện nước Mỹ, hay là không quan tâm chuyện nước Úc, hay là cái vấn đề đó ở nước Mỹ nó là bình thường, thì xin thưa nó rất là vô lý. Bản thân quốc gia của các anh mà các anh còn còn chưa quan tâm thì các anh đi quan tâm được cho ai, đúng không ạ? Tôi không có trách nhiệm, không có trách nhiệm gì với nơi mình đang định cư sinh sống, đúng không? Rồi chưa kể đó là gì, chưa kể ở đây nữa là gì, các anh cũng từng nói rất là nhiều, các anh nói là sang các nước như Mỹ chẳng hạn là không cần làm, có ăn được ở nhà lầu đi xe hơi, cần cái gì chính phủ lo hết. Trước đây các anh nói đúng không ạ, không có internet thì có thể là người dân người ta thiếu hiểu biết thì người ta có thể tin các anh, bởi vì cái các cái đất nước đó nó phát triển hơn chúng ta hàng trăm năm, mà cái phát triển đó là ở đâu? Như nước Mỹ, nước Pháp phát triển như ngày hôm nay đó là có một phần xương máu và tài nguyên của người dân Việt Nam ở trong đó nhá. Bóc lột thuộc địa, khai thác thuộc địa, khai thác tài nguyên, các anh đưa về mẫu quốc để các anh xây dựng phát triển đất nước các anh đấy. Thế nhưng mà các anh lại cho rằng là sang đó không làm có ăn. Thế bản thân bây giờ những cái hình ảnh nó phơi bày đầy ra, đúng không ạ? Kể cả những người gốc Việt cũng có luôn, đầy ra. Thế các anh giải thích về vấn đề đấy như thế nào, đúng không ạ? Rồi bản thân các anh sang với nó mấy chục năm, các anh bảo các anh đi tìm xứ tự do, ok, các anh được có tự do rồi, đúng không ạ? Có đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập rồi, đúng không? Có chính phủ lo hết rồi, thế tại sao các anh vẫn phải ở nhà thuê? Tại sao các anh vẫn không có nhà, vẫn phải mua xe trả góp, đúng không ạ? Vẫn phải lái xe ô tô đi nhận mì gói của ông gì đó, ông bằng Hoàng Kiều, tỷ phú Hoàng Kiều, đúng không ạ? Đây những cái sự kiện đó, nó sờ đó đó. Các anh lên không gian mạng đó, các anh có vô liêm sỉ hay là chơi chẽn nó cũng vừa vừa thôi. Đấy, để cho người dân người ta nhìn vào ít nhiều, người ta còn tôn trọng các anh ít nhiều thì các anh còn biết nói tiếng Việt nha. Có những người Mỹ người ta về người ta cống hiến cho Việt Nam mặc dù người ta không nói được nhiều tiếng Việt. Ví dụ như hai cái em Thảo My, Thảo Vi vừa rồi trong cái đội bóng rổ của Việt Nam mình đi thi SEA Games đó, đúng không ạ? Người ta còn có cái màu cờ sắc áo, người ta còn nghĩ đến tình dân tộc, người ta còn nghĩ đến là gì? Mình còn có quê cha đất tổ, đúng không ạ? Người ta về người ta cống hiến. Chứ còn như bản thân các anh ấy, sống cho bản thân mình lo chưa xong. Công việc thì cả lấp cả vơ, đúng không ạ? Nhà thuê, nhà xe, rồi là tấu lum hết, mà các anh lại cứ đi lo cho những cái người mà nó có điều kiện hơn các anh thì nghe nó rất là vô lý, đúng không ạ? Mà ở bên đó thì hở ra là các anh chửi người này, các anh gán ghép cho người kia rồi tùm lum hết, thì các anh lấy đâu ra cái lòng bao dung, đúng không? Lấy đâu ra cái tinh thần dân tộc, lấy đâu ra cái sự đoàn kết để mà các anh lo cho người dân ở trong nước? Xin thưa với các anh là các anh phải nên nhớ này nè, nếu như người dân Việt Nam á không đoàn kết, không chung tay góp sức cùng Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay đó, trước đây là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, thì đất nước Việt Nam không có được như ngày hôm nay. Nói chính xác nó là như thế. Và các anh phải nhớ là khi mà cái ngày 22 tháng 12 năm 1944, đúng không ạ? Ngày là ngày thành lập lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam đó. Đấy, trước đây gọi là đội tuyên truyền giải phóng quân, đúng không ạ? Em nhớ không nhầm là như vậy. Còn tuyên truyền. Đấy, thì đúng có bao nhiêu người phóng quân. Có bao nhiêu người, đúng không ạ, mà lại đánh thắng được cả thực dân Pháp, một trong những thế lực quân sự lớn trên thế giới lúc đó. Đúng không ạ? Chúng ta nghe cái lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ, chúng ta nhớ. Chúng ta đâu có muốn đâu. Chúng ta càng nhân nhượng thì thực dân Pháp càng lớn tới. Rồi là gì ạ? Ai có gươm dùng gươm, ai có súng dùng súng, vân vân cả. À, chúng ta thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ,
Thế chúng ta thấy rất là rõ, nếu như không có sức mạnh của người dân, không có sự đoàn kết người dân, không có sự chung tay góp sức, đúng không ạ? Không có một đường lối đúng đắn dưới sự lãnh đạo của Đảng thì làm sao chúng ta được ngày hôm nay? Chúng ta phải nhận xét cái gì nó cái, chúng ta phải nhận xét một cách nó công tâm, mặc dù có thể là các anh thù ghét, các anh không ưa, nhưng mà chúng ta phải xác định một cách nó công tâm. Còn hiện nay đó, nhiều người vẫn nói thế này thế nọ, nhưng quan điểm của em rất rõ ràng, đó là các anh bây giờ không ai cấm các anh đi Mỹ cả, không ai cấm các anh đi Úc, Canada cả. Nếu như anh cảm thấy ở Việt Nam này, đúng không ạ, các anh ngột ngạt, các anh không sống được hay như nào đó, các anh có thể đi tìm cái bầu trời tự do như thế hệ cha anh các anh đi trước. Sang đó, đúng không ạ, các anh sẽ được hưởng cái hào quang rực rỡ của tư bản chủ nghĩa nó như thế nào, giống như Việt Kiều Mỹ đã từng nói. Thế là em chia sẻ thêm là như vậy. Thì cũng cảm ơn anh Cường Quang, anh Tân Nguyễn và cô chú anh chị đã theo dõi cái buổi live ngày hôm nay. Ok, cảm ơn Trung và khách mời Tân Nguyễn rất là nhiều. Thì không biết hai bạn có muốn chia sẻ gì thêm mà? Thôi, mình chia sẻ cũng tới thế là cũng đủ rồi. Hẹn khi khác thì chỉ có thời gian thì mình lại lên tham gia. Cảm ơn chủ diễn đàn Thư Quang nhé. Ok. Cảm ơn khách mời Quê Lụa. Xin chào tất cả mọi người. Dạ, em chào. Hẹn gặp lại nhé. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Ok. Ok. Cảm ơn hai khách mời rất là nhiều. Trước khi kết thúc cái live thì mình chỉ bổ sung thêm một ý này nữa thôi.